Xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay thưa các bạn, là phương pháp này là dành cho các bạn mới nuôi để khắc phục cái hiện tượng là cận huyết. Thứ nhất là các bạn là mượn một đàn của bạn nuôi ở khu vực khác mà các bạn không cần phải mua. Các bạn có thể xin ấu trùng 2 ngày tuổi. Cách xin như sau, tức là chọn một vài đàn ở nhà bạn nuôi khác, khu vực xa mà đàn ong tốt, các bạn chọn giống. Nhất là buổi sáng là các bạn chú ý nhé, làm ong là nhớ bảo hộ tốt. Các bạn làm thật nhẹ nhàng thì đàn ong nó sẽ không bị xáo trộn, nó sẽ không gây đốt. Không có lỗ nào trống cả. Đây là cái cầu này không có lỗ nào trống luôn. Kinh chưa? Phẳng đét luôn, không. Bên này. Đấy. Đây là cầu mới xây. Mới xây các bạn. Thứ nhất là cái chọn ấu trùng này tốt nhất các bạn nên lao các cái cầu để đón ấu trùng. Đi chọn này cũng rất là mất thời gian. Cầu này có khả quan các bạn. Thưa các bạn, chọn ấu trùng này tốt nhất là các bạn nên đón một cái cầu ấu trùng thì các bạn đỡ mất thời gian chọn các bạn nhé. Là đàn này đã không có ấu trùng. Không có ấu trùng như ý các bạn nhé. Lại phải xếp vào để chọn đàn khác. Đàn thứ hai. Đây cầu ngoài cùng cũng không được. Kinh, đẹp chưa? Đấy, ong được rất đẹp. Vít hết, phẳng đét luôn. Cầu thứ ba khả năng. Có khả năng các bạn. Ấu trùng hơi to. Đấy, nhiều ông được rồi nhá. Ông được to, khỏe, đẹp trai. đang trong thời gian đang chuẩn bị lấy vợ đấy. Toàn thanh niên trai tráng này. Thưa các bạn, là ấu trùng lại là 3 ngày tuổi mất rồi. Bật đèn flash lên rõ. Toàn ấu trùng 3 ngày tuổi thôi. Đây, toàn ấu trùng rất to. To. Thế nên là các bạn nên có cái cầu để đón ấu trùng.
Thưa các bạn, đây lại một đàn tiếp theo. Đấy, cái khâu chọn cái cầu, thưa các bạn, là cái chọn cái cầu có ấu trùng ấy, để mà gắp theo cho cái đàn, cho cái cầu chúa nó đẹp. Thì chọn cái khâu chọn ấu trùng cũng là cái quan trọng nhất ấy. Khi mà các bạn không đoán ấu trùng là cái quá trình các bạn di trùng rất là lâu. Đấy, chọn 3 cầu rồi mà vẫn chưa được đàn nào. Chọn tiếp. Đây. Trứng, toàn trứng đó. Toàn trứng đấy nhỉ. To. Đấy, có trùng to. To như con tằm. To như con tằm. Cầu trong này không lấy đâu. Rồi này tủ 65 này. Đặt mặt đấy không ạ? Năm này mật ác nha. Ở trong này lưới mèo trong này bây giờ này, lưới mèo kia đầy luôn, vịt nắp hết này. Đàn thứ 6 còn chưa được cầu nhộng nào đấy, nên khi các bạn di trùng các bạn phải chuẩn bị trước các cái đàn mà có ấu trùng đẹp, là các bạn phải lao một cầu để đón ấu trùng thì các bạn không phải mất công này. Chọn 6 đàn, 7 đàn còn chưa được cái cầu nhộng để làm ấu trùng. Nhiều mặt lắm. Dày như này thì không có khả năng mọi người. Cầu này cũng không được, chặt quá. Cứ mèo ra tứ tung. Cầu kia mới xây. Mới xây thì khêu khó lắm, nó trắng không nhìn thấy. Chịu. Tỏ quá. Tỏ quá này. Giống như con tắm này. Cầu kia như thế. Cầu kia như thế. Ong là rất đều nhá. 4 cầu đẹp. Tiếp. Cố này một đàn. Đàn số 21. Đàn này là đàn chung kết này. Xong tí là tìm đàn 24 nữa. Ôi đấy, được đấy. Đấy, cầu cũ này khêu nó mới dễ này. Đấy, trong lúc từ lúc nãy giờ chọn là mới được 6 đến 7 đàn ong, mới chọn được 2 cầu. 2 cầu thì gửi tạm vào đây. Ở đây có 2 cầu nhộng. 2 cầu nhộng lấy ấu trùng. Cầu thứ nhất này vừa lấy ở đàn bên để gửi vào đây, và cầu bên trong cùng này để lấy ấu trùng. Bây giờ muốn để cho ấu trùng nó luôn luôn đảm bảo thì phải chở cái thùng này tới cho khu di trùng, tức là tới cho khu cái trại ong trên kia để lấy ấu trùng các bạn nhé, để tránh cái ấu trùng nó bị khô, chứ không lấy cái cầu nhộng này đi mà phải bê cả thùng đi để cho ấu trùng đảm bảo. Đấy. Các bạn thấy hay, hữu ích cho xin một like.
và chia sẻ cho mọi người cùng hỏi. Chúc quý các bạn nuôi ong thành công. Chúa đã về đến nhà. Bây giờ đi lấy mật ở đàn nuôi dưỡng. Bây giờ là đi lấy mật ở đàn nuôi dưỡng. Bằng cái phương tiện nào đó là không rung, không bị xáo trộn quá mạnh, để làm giảm thấp nhất đến ấu trùng non mình vừa gắp. Thưa các bạn, khi các bạn di chuyển thì nó sẽ bị xáo động như thế này. Hai cầu, tức là một cầu này và cầu trong cùng. Bây giờ lấy cầu trong cùng trước. Đây cầu này. Muốn giảm cái ấu trùng bị thiệt hại thì các bạn không nên rũ. Các bạn không sắm được cái, các bạn bẻ một cành lá nhé. Bạn quét xuống. Thank you.
kia bảo anh đi xem kéo cá cho em không ra.